Hoa đi ra nhà sau. Thường khi lẽ ra đêm khuya, chỉ còn mình Hoa, thì mình không nên vào nhà, dễ bị làng xóm đồn thổi linh tinh. Nhưng hiện giờ vẫn còn sợ. Thần hồn nát thần tính, mình đi luôn vào trong. Ngồi xuống cái võng làm bằng vải dù màu xanh, mắt hướng ra bên ngoài canh chừng. Ngoài sân vẫn là khoảng tối mịt mùng, thì thoảng xa xa vọng tới vài tiếng chó sủa râm ran không dứt. Tạm thoát nạn rồi, xong cứ nghĩ tới lát nữa phải một mình lội ngược về nhà, băng qua quãng đường tối tăm đầy che trúc rậm rạp, mình lại thấy ngán. Chẳng biết thứ kia đã đi chưa, hay còn chờ mình ở ngoài ấy, có trời mới biết liệu lần tiếp theo nó cũng sẽ chỉ chọc kẹo hay làm gì mình đây. Còn đang nghĩ ngợi miên man, Hoa đi lên, tay cầm theo nồi cơm với vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy, hết cơm rồi hả? Khi hỏi câu này, trong lòng mình đã thấy ngờ ngợ rồi, vì ở quê dân làm đồng áng thường dậy rất sớm, ăn cơm lót dạ rồi mới ra đồng. Thế nên tối hôm trước hay nấu cơm khá nhiều để trưa sang sáng hôm sau ăn cho tiện, không lý nào nhà Hoa hết cơm được. Hoa chỉ cái nồi cho mình xem, lẩm bẩm, không biết còn gì vô nồi ăn sạch cơm rồi, còn chép bùn đất tùm lum. Mình ngó vào, quả nhiên nồi cơm cạn đến đáy, thành nồi dính đầy sình, y như tình trạng bên nhà mình. Chuyến này công cốc rồi, vừa tự hành xác lại còn phải đói meo lết về nhà. Nhưng bù lại, mình đỡ lo hơn một chút, vì biết thứ kia quậy phá không riêng nhà mình. Chứng tỏ nó phá phách vậy thôi, chẳng đến mức thù hằn. Ngó mình ấp a ấp úng, Hoa tò mò. Có chuyện gì vậy? Bộ ông biết gì hả? Đâu có, không có gì đâu. Thôi, tôi về. Mình xua tay, nhổm dậy. Mình định nói, mà thấy tội Hoa. Nó ra mất công, làm Hoa sợ thêm, chứ đâu ích gì. Vậy nên quyết định ém luôn. Chờ tôi tí. Hoa quẩy quả ra sau, cầm lên mấy gói mì hào hảo đưa mình. Nè, ăn đỡ đi. Cảm ơn. Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên mình thấy Hoa dễ thương đến lạ. Mặc dù bình thường cô ấy cũng khá có nét, nhưng mình không để ý lắm. Gái quê có dễ thương cỡ nào cũng đâu so được với gái thành thị súng xính quần áo tóc tai mô đen. Thấy mình nhìn, Hoa có vẻ hơi ngượng nói. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thôi tôi về, mai mua trả cho hén. Khỏi, có nhiều đâu. Vừa ra khỏi cửa, mình ngó ráo rác từ phía sau, rồi ôm chặt mấy gói mì sát vào ngực, cắm đầu cắm cổ phi nước đại về nhà. Lần này quyết tâm rồi, dù có nghe hay thấy gì cũng mặc kệ, cứ dông thẳng về nhà là xong. Một phút là cùng chứ nhiêu. Phước đức ông bà để lại, mình về đến nhà mà không hề gặp bất cứ chuyện gì như bận đi, ngoài trừ vài tiếng đồng lạ như có ai đó đuổi theo. Nhưng cũng có thể mình sợ quá, tự huyễn hoặc hù dọa bản thân. Nói chung là an toàn về ổ. Nhác nghe tiếng chân, thằng Biền hí mắt nhìn từ bên trong, thấy mình về liền mở cửa ra chào đón như anh hùng vừa từ xa trường thắng trận oanh liệt trở về. Đón mấy gói mì từ tay mình mà thằng cu chớp chớp mắt như sắp khóc tới nơi, hụt khịt mũi. Cực cho anh Sáu quá. Có gì cực đâu mày, qua lấy mì về thôi mà. Mình vẩy tay kiểu như chuyện muỗi không đáng, ngồi xuống tập mấy ngụm nước mát, chạy nãy giờ phát bỏ mẹ ra. Có mì rồi, nhiệm vụ nấu giao cho thằng Biển. Vừa bắc ấm nước, nó vừa sò mình thom lom. Anh Sáu bị bả gì hả? Đâu có. Xạo hoài, không bị gì mà té sơ mình sơ mẩy vậy à? Ai, bà làm gì dí tao? Trời tối không thấy đường, tao vấp chân trúng cục đá té thôi. Vậy chắc anh Sáu chạy nhanh lắm hé? Chứ đi bình thường, có vấp té cũng đâu chầy dữ vậy. Mẹ nó, thằng em trời đánh. Thấy mình té, nó không hỏi han câu nào, còn móc máy. Mình bực quá gắt lên. Tao sợ mày đói, mới chạy cho nhanh. Lò nấu mì đi. Dạ à. Thì em đang nấu nè. Thấy mình nổi sùng, thằng Biên không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ len lén nhìn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ăn mì xong, đáng lẽ mình còn thức thêm chút nữa,
nhưng bữa nay mệt quá. Khuya rồi, con phải chạy điền kinh. Tay chân thì chây chuộng tá lả, nên làm ra ngủ luôn. Thằng Biên cũng leo lên phản, ngủ chung với mình cho ấm áp, như lời nó giải thích. Một đêm yên ổn, không có thêm chuyện gì xảy ra. Hai thằng ngủ tới tận trưa chật mới dậy. Ngó đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, thấy tụi mình lò dò xuống sau sửa mặt. Mẹ đang lụm cụm lặt sau muỗng hỏi, bữa nay ngủ dữ vậy mấy đứa? Dạ, tối qua thức hơi khuya. Ừ, nghe mẹ dặn nè. Mỗi tối ngủ, nhớ khóa kỹ cửa nẻo nghe chưa? Lúc nào con cũng kiểm tra kỹ hết á. Mà sao vậy mẹ? Thằng Biền hiếu kỳ. Đêm qua, xóm mình nhiều người bị vét sạch nồi cơm. Sáng ra không còn gì để ăn. Mà lạ cái là trước sân nhà ông hai đổ một đống cơm nguội. Hai con chó không ăn nổi. Thiệt, không biết con cái nhà ai phá phách quá sức. Cơm người ăn mà trộm về đổ cho chó thừa mứa vậy đó. Thằng Biền rùng mình ngó mình. Mình cũng nhìn nó, tay ra hiệu đừng kể lể lung tung để mẹ lo. Hôm qua mình còn bán tín bán nghi, giờ thì 2 năm rõ 10 rồi. Chỉ có thể là chị Liên hiện hồn về lấy cơm cho chó ăn thôi. Lúc còn sống, bà rất thương hai con chó đó, dù thần kinh chứ chưa để tụi nó đói bữa nào. Cháp bốn, dùng xong cơm trưa, đang chả biết làm gì thì thằng Biên khều mình rủ. Anh Sáu, qua nhà ông hai không? Qua đó chi? Mày nhớ bà Liên hả? Làm gì có. Qua coi phải bà đổ cơm cho mấy con chó ăn không? Hay mấy người hàng xóm đồn bậy bạ? Ừ, đi thì đi. Dù đã rất dị ứng bà điên đó, nhưng mình không ngăn được sự tò mò thôi thúc. Thế là hai anh em lọ mọ qua nhà ông hai. Đường qua nhà ông hai cũng không khác con đường mòn sang nhà Hoa là mấy. Chỉ được cái gần hơn một chút. Buổi trưa nắng chang chang mà nhờ có mấy tán tre trúc dừa xõa rợp bóng mát rưởi rượi, lũ cào cào châu chấu theo bước chân hai thằng đi phăm phăm cứ nhảy loạn ra. Nhà ông hai sau đám tang còn vắng vẻ hơn trước kia, chẳng còn ai vãng lai ngoại trừ vợ chồng người con trai trên chị Liên ghé đưa cơm nước ngày hai bữa xong lại đi mất dạng. Mình có thắc mắc với mẹ vì chị Liên đã chết rồi, đâu còn ai la hét làm phiền nữa, mà sao mấy người con ông hai không dọn về ở chung? Thì nghe mẹ bảo cũng nhiều người hỏi rồi, nhưng ông hai ậm ừ không đáp, chỉ thở dài thườn thượt, nghe mà não ruột. Lúc bọn mình qua đến nơi, ông hai đang nằm mắc võng quanh hai gốc dừa ở khoảng sân rộng, lát gạch phủ đầy rêu xanh cũ kỹ. Do mù lòa nên mắt ông lúc nào cũng nhắm tịt lại. Thành ra bọn mình chả biết ông ngủ hay còn thức. Mình nhìn quanh, phát hiện đống cơm cao quá bàn chân phủ đầy trên sân, rơi vương vãi khắp nơi. Con vàng, con mực nằm cạnh đó, bụng trương lên như cái trống, thè lưỡi đỏ au, thở hồng hộc. Có lẽ vì trời nóng, hai mắt lim dim mơ màng. Thấy tụi mình qua, hai con chó bật dậy, sủa vài tiếng. Sau nhận ra người quen, liền ngoắc đuôi lia lịa, chạy tới, liếm tay, liếm chân mừng. Nghe chó sủa, ông hai hơi nhổm người dậy hỏi. Ai đó? Dạ, tụi con nè ông hai. Thằng Biền lên tiếng. À, Biền hả con? Rồi ai nữa? Dạ con, thằng Trương nè ông hai. Mình nói. Ờ, trưa nắng không ở nhà ngủ nghỉ. Hai đứa bay qua đây chi vậy? Thằng Biền ngó mình, ý kêu mình đối đáp. Cú lên đầu thằng em một phát, mình nói. Tụi con đi ngang, thấy ông hai nằm nên vô thăm hỏi tí rồi đi ngay. Ờ, cảm ơn hai đứa. Nói thật, nhìn ông già mù lòa, neo đơn, nằm với hai con chó. Không hiểu sao, mình nghe mắt cay cay, thấy tội lắm. Nghĩ đến cảnh, nếu là mình về già mà sống thế này, chắc chả sống nổi. Chết quách đi còn sướng thân hơn. Mình đi lại gần chỗ ông hai nằm, tiện thể nhìn rõ hơn đám cơm vụn phơi suốt cả buổi ngoài nắng đã khô khốc. Bằng này ít nhất cũng phải vài chục nồi cơm. Đêm qua, bà kia đi phá phách nhiều nhà lắm đây. Hèn gì sáng ra đã đồn thổi om tỏi. Ai vứt cơm đầy sân vậy ông hai? Mình sáng hỏi bằng giọng thản nhiên. Ờ, tao cũng chả biết nữa. Sáng dậy đã nghe bà con nói
không biết đứa nào phá xóm làng. Tối qua, ông hai ngủ có nghe gì lạ không? Không, mà có. Lúc gần sáng, con mực với con vàng sủa mấy tiếng, mà sau đó im re à? Tưởng tụi nó sủa ma, tao không để ý. Sủa ma ở đây không phải là thấy ma mà sủa nhé mấy thím. Người nhà quê gọi mấy con chó hay sủa đồng là sủa ma thôi. Không còn gì nữa hả ông? Để tao nhớ coi. Tụi nó còn rít rít lên giống như thường lúc mừng chủ về. Tao tưởng vợ chồng thằng Tám đi đâu sớm ghé nhà. Có hỏi mà không nghe ai trả lời. Vậy thôi à? Dạ. Mà bây hỏi có chi không? Dạ không, con hỏi chơi vậy thôi. Mình ngồi cạnh xuống con vàng, xoa xoa đầu làm nó khoái, ngẩng cái cổ ra. Mắt híp lại, hai con chó nhà ông hai thuộc dạng chó cỏ khá lớn xác, lại cực khôn. Nhưng con vàng thân thiện hơn con mực. Con mực không bài xích người quen, có điều tật nó rất ghét ai dở dẫm. Bởi vậy, thỉnh thoảng có dịp qua đây thì mình chỉ nựng con vàng thôi. Đêm qua, chị Liên về cho tụi mày ăn hà vàng. Mình thì thào vào tai con vàng, không rõ nó hiểu mình nói gì không, mà đang nằm im, đột ngột chồm dậy, mắt mở to ra, ngó quanh quất, tiếp đó sủa liên tục. Con mực thấy thế cũng bật dậy sủa theo, ầm ĩ cả trưa hè. Báo hại ông hai phải quát nạt mấy lần, tụi nó mới chịu thôi. Thằng Biển bước lại, định vuốt ve con vàng, xong nó lập tức tránh sang một bên, rồi đi ra góc sân nằm, thái độ rất kỳ quái. Con mực thì đứng đó, gươm gươm nhìn tụi mình, mắt long lên, trắng dã, có vẻ căm tức. Bọn chó đột ngột thay đổi thái độ hiếu khách, khiến mình bất an. Sợ ở đây thêm chút nữa, nó sực cho mấy phát thì bỏ mẹ. Nhìn hàm răng trắng ởn, nhè nanh múa vuốt là thấy lạnh người rồi. Vội hối thúc thằng Biền đi về nhà. Mới đi được chục bước, thằng Biền bỗng thụp vai làm mình giật bắn. Anh Sáu! Gì? Làm tao hết hồn! Mình gắt. Mặt thằng cu tái nhợt, chỉ tay ra sau lưng. Nhìn cái võng của ông hai kia. Mình ngó theo tay nó thì thấy cái võng ông hai nằm đang đưa tới lui rất mạnh với tốc độ chóng mặt, phát ra âm thanh vù vù, thiếu điều muốn hất tung ông già ra khỏi võng. Thật khó tin, một ông già hom hem gần đất xa trời, thần mù lòa, lại có thể đưa võng mạnh tới cỡ vậy. Sợ ông hai té xuống thì khốn, tụi mình vội vã chạy tới vịn cái võng lại, đàng đà đưa mạnh. Cái võng giằng co mấy lượt mới chịu dừng. Lạ một điều là ông hai vẫn nằm yên bên trong, mắt nhắm chặt thở. Mắt nhắm chặt, thở đều như đang rất ngủ say, không chút phản ứng nào. Bọn mình chợt thấy lạnh tóc gáy. Rõ ràng ông hai không phải là người đưa võng. Vậy là ai? Hai thằng giáo giác ngó quanh, chẳng một bóng người. Chỉ có hai con chó đang ngồi chồm hổm ở góc sân, nhìn tới chỗ bọn mình đầy kỳ quái. Đồng thời, đuôi bọn nó ngoắc loạn xạ như thấy người quen trở về. Nếu khi nãy vừa qua được lũ chó tiếp đón như vậy, mình sẽ không còn nghi ngờ gì. Nhưng vừa rồi đã bị tụi nó trục xuất. Mình không tin khi thấy bọn mình quay lại mà tụi nó lại mừng rỡ đến vậy. Thằng Biển vuốt vuốt hai bên cánh tay đang nổi đầy da gà lên, run run giọng. Anh Sáu, có nghe lạnh không? Tự dưng em thấy lạnh sống lưng quá. Đúng là lạnh thật, giống như có luồng khí lạnh nào đó bao trùm khoảng không gian quanh cái võng vậy. Cái hơi lạnh này giống y hệt thứ quái quỷ đuổi theo mình tối qua, không thể nào quên được. Chẳng những thế, mình cứ thấy nhột nhạt, tê bút phần gáy, dường như có ai đó đang ẩn nấp lén nhìn chăm chăm vào mình. Cái nhìn rất gay gắt và tức tối. Đưa tay lên mũi, phát hiện ông hai vẫn thở đều. Yên tâm, không có chuyện gì. Mình không nói không rằng, kéo thằng Biển quay về nhà. Dù đang rất ớn, nhưng mình không dám chạy. Sợ nó vỡ mộng về ông anh, gan lì cóc tía. Chỉ dạo bước khá nhanh. Vừa bước ra khỏi phạm vi cái võng, không khí liền nóng bức trở lại. Cảm giác rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn được. Nhất là không riêng mình cảm nhận thấy, mà thằng Biển cũng y như thế. Vừa về đến nhà, thằng Biền liền đóng chặt cửa nẻo lại, giống như sợ có ai đó theo vào, làm trong nhà có phần tối đi. Mẹ mình đi vắng, có lẽ lại sang nhà bác Tư chơi rồi. Được một lúc,
thì trời chuyển mưa, mây đen kéo đến ù ù, trời đất tối sầm, mình phải bật đèn trong nhà lên. Lát sau, trời bắt đầu mưa lắt rắt, rồi đổ xuống ào ào, tối mắt, tối mũi. Ở quê, mỗi khi mưa thì cực lớn, thêm vào cây lá vườn tược rộng rãi, nên khi gió quất qua, nghe ầm ầm. Bình thường chẳng sao, hiện giờ mình cứ có cảm giác ơn ớn, không thoải mái một tí nào. Thằng Biền đang ngủ trên phản thì nhảy xuống, chạy ra sau nhà, cầm lên củ tỏi với con dao bầu, làm mình hoảng hồn, tưởng nó bị ma nhập lấy dao xử mình. Mình thất thanh la lên, đồng thời lui về sau thủ thế. Mày làm gì vậy Biên? Nó trố mắt ngó mình, đặt con dao bầu với củ tỏi lên phản, gãi gãi đầu. Em nghe nói ma sợ mấy thứ này lắm. Mày coi phim giết rồi nhiễm, trên đời làm gì có ma? Mà nếu có, mắc mớ gì nó phải sợ mấy thứ vớ vẩn này? Vậy thôi, thằng em cu chưng hửng, vơ dao và tỏi vào tay, toàn đem cất thì mình gọi giật ngược. Thôi kệ, mày cứ để đó đi, lát rồi cất. Dạ. Không gian yên tĩnh lạnh lẽo, tràn ngập tiếng mưa. Hai anh em ngồi bó gối trên tấm phản to, mắt nhìn chân chối vào tivi. Nhưng mình biết thằng Biên chẳng còn tâm trí đâu, mà nhìn ngó mấy em ca bốp xinh tươi đang nhảy nhót túi bụi. Hồn vía nó vứt hết bên cái võng nhà ông Hai rồi. Y chang mình vậy. Anh Sáu. Được một lát nó khều mình nhẹ nhẹ. Gì? Hồi nãy bên nhà ông Hai đó, em cứ có cảm giác như người nào đó đang nhìn em suốt. Mày bẩm sinh chết nhát mà, tự tưởng tượng ra cũng đúng thôi. Không phải đâu, em thấy thiệt đó. Thôi, bớt nói xàm đi, để yên tao coi nhạc. Bỗng nhiên, trời nổi sấm chớp liên hồi, rồi sau một đợt sét đùng đoàng, bóng đèn duy nhất ở phòng khách nhá lên vài cái xong tắt phụt. Xung quanh thoáng chốc tối đen như mực. Thôi xong rồi, đã trời mưa tối thui mà lại còn bị sét đánh trúng cột điện hay sao đó, cúp điện rồi. Thằng Biền không nói không rằng lết sát lại, gần như tựa hẳn vào vai mình, cứ như hai thằng gay đang ôm nhau. Mình tính đẩy nó ra mà lại thôi, dù sao cũng đỡ sợ được tí. Rầm rầm. Đúng lúc này, cái cửa đã được cài then kỹ lưỡng đột ngột rung lên ầm ầm, như bị thứ gì đó đập mạnh vào, khiến bọn mình giật thót ngó ra. Nhưng chả thấy gì ngoài cảnh vật tối đen lờ mờ, tranh tối tranh sáng. Thằng Biền càng thêm dính sát vào mình, miệng ú ớ. Anh Sáu. Chắc năm. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to hơn. Hai cánh cửa khóa chốt cài then chặt cứng mà cứ rung lên bần bật như muốn tung ra đến nơi. Thằng Biền thiếu điều bấu cứng lấy mình, tay chân run lẩy bẩy, tựa như ông già trăm tuổi hết hơi đang trong cơn hấp hối. Còn chưa biết xử lý thế nào, tiếng ai đó kêu vọng từ bên ngoài vào. Trường ơi, mở cửa. Trời mưa rất to, sấm răng chớp giật đùng đùng, dông gió ào ạt, mái nhà bị gió quật vào âm âm, khiến tiếng kêu kia bị che lấp. Chỉ nghe được đứt quãng vài chữ lấp lửng, nhưng rõ ràng người nào đó ở bên ngoài vừa mới gọi tên mình, lại còn là giọng phụ nữ. Thằng Biền vừa thắp cây đèn dầu tỏa chút ánh sáng leo lét, không đủ soi tỏ phòng khách, vừa quýnh quáng nói. Nó kêu kìa, anh Sáu. Mình không đến nỗi quá sợ hãi, nhưng bị thằng Biển lây cũng thấy hơi run. Lúc này, khi đợt sét khác vừa đi qua, không gian bớt ồn ào, tiếng người ngoài cửa tiếp tục kêu lên dồn dập. Mở cửa, mở cửa, Trường ơi, Biển ơi, lạnh quá. Đúng là tiếng con gái, hơn nữa rất quen thuộc, hình như giọng Hoa thì phải. Mình đẩy thằng Biền ra, rộng chân đứng lên bước tới cửa. Toàn mở cửa ra thì thằng Biền hốt hoảng gọi. Anh Sáu làm gì vậy? Tự nhiên mở cửa chi? Mày không nghe tiếng chị Hoa gọi hả? Mình nói, tay loay hoay kéo chốt. Mới kéo được phân nửa thì thằng Biền đã phóng khỏi tấm phản, chụp mạnh tay mình lôi vào trong không cho mở. Anh Sáu bị gì vậy? Đâu phải giọng chị Hoa? Hai mắt nó lấm lét, liếc về phía cánh cửa vẫn đang rung mạnh, phát ra âm thanh cùng cộp
hạ thấp giọng. Là bà Liên đó. Rõ ràng giọng bà không lẫn vào đâu được. Mày khủng quá đi. Lâu rồi không móc cứt giấy hả? Giọng Hoa rõ ràng mà. Mày nghe ra bà kia cũng lạ. Mình khoác tay, quả quyết bước nhanh đến cửa. Để lâu Hoa mắc mưa bệnh thì tội. Thằng Biển ngơ ngác ngó mình. Lần thứ hai nó nhào đến kéo mình lại. Không biết vì sợ hay được ai đó tiếp thêm sức mạnh mà nó kéo mạnh đến nỗi mình không kháng cự được. Loạng choạng té ngủ xuống phản. Nó hét lớn vô tai mình. Anh Sáu bị ám hay sao hả? Em ở đây gặp mấy bà mỗi ngày. Không lẽ không biết rõ hơn à? Nó nói cũng có lý. Kỳ lạ thật. Bình thường hay đi học xa quê nhưng không có nghĩa ít tiếp xúc với bà con lối xóm. Tiếng chị Liên và tiếng Hoa mình hoàn toàn phân biệt được. Biết nhau từ lúc nhỏ cơ mà. Mình chắc chắn đây chính là giọng của Hoa. Trong khi thằng Biền cứ khăng khăng là chị Liên. Chuyện này giải thích thế nào đây? Trong bọn mình liệu đứa nào nhầm lẫn? Mà nghĩ lại, mới rồi dường như mình bị cảm giác quái quỷ trong lòng cứ thôi thúc mình ra mở cửa bằng được. Không cách nào cưỡng nổi. Chẳng lẽ đây chính là vị ma gọi hồn như người ta hay đồn đãi, làm cho mình bị mê hoặc, không tự chủ được hành vi bản thân. Hóa ra nãy giờ mình bị ma ám sao? Tự dưng một cơn giận trong mình bùng phát dữ dội, không thể kiềm chế được. Mình hệt thằng điên bật dậy, lao tới hai cánh cửa đang rung bần bật. Anh Sáu! Hành động bất ngờ của mình khiến thằng Biển không kịp trở tay, chỉ biết gọi với theo. Dầm! Mình bật chốt cửa, chân đạp mạnh khiến một cánh cửa bật tung ra bên ngoài. Lập tức gió ào ào cuộn vào, kèm theo nước mưa quất sát cả mặt. Mặc kệ mưa gió, mình như thằng điên giống lên. Chị Ngon ra mặt đi! Tôi làm gì sai mà chị theo ám tôi hoài vậy? Tưởng tôi sợ sao? Mặc cho mình gào thét, vẫn không có ai đáp lời. Bên ngoài trời đất tối sầm, mưa như chút nước. Cây cối trước sân bị gió quật nghiêng qua, ngả lại tạo thành từng tràng tiếng rào rào. Cơn mưa lớn chưa từng thấy, cảm giác như tận thế tới nơi vậy. Đóng cửa lại đi anh Sáu. Lạnh, lạnh quá. Mưa tạt hết ướt sàn rồi. Thằng Biền ngồi trong nhà run run nhắc. Ngó tới lui chả thấy ai. Cả người bị nước mưa tạt ướt nhẹp. Cơn giận trong mình xẹp như bong bóng xỉ hơi. Sự tức tối qua đi, cảm giác lạnh lẽo tràn tới, phủ chụp toàn thân. Chút can đảm vừa bộc phát cũng tan biến. Nỗi sợ manh nhà vùng lên. Mình vừa tính khép cửa lại, chợt có tiếng Hoa phát ra từ đâu đó bên phải, ngay trong khoảng trống giữa cánh cửa và vách nhà bên ngoài. Tôi nè, ai làm gì mà ông la hét dữ vậy? Mình giật bắn, ngó qua khe hở cánh cửa, bắt gặp cặp mắt to tròn đang có vẻ sợ sệt từ bên trong nhìn ra. Đúng là Hoa rồi. Chết mẹ, nãy giờ cứ tưởng bà Liên hù dọa, làm mình gào giống quá mạng. Chẳng biết Hoa có nghĩ mình bị thần kinh không đây. Ủa, là Hoa hả? Tôi cứ tưởng. Mau vô nhà đi. Mình rối rít chữa thẹn. Hoa vẫn chưa dám chui ra khỏi ngách cửa, cứ đứng mãi bên trong ngó mình thom lom ngần ngừ. Mà có chuyện gì tự dưng ông lá hết ong sòm vậy? Làm tôi sợ quá trời. Đâu có gì, tôi tưởng mấy đứa con nít hàng xóm phá phách mới bực thôi. Vô nhà đi, đứng ngoài này mưa tạt ướt hết. Hoa chằm chằm ngó mình từ trên xuống dưới vài lượt. Sau khi có chút yên tâm rằng mình không bị tâm thần, hoặc nếu có thì cũng vừa qua cơn rồi, Hoa mới chịu chui ra khỏi ngách cửa, lò dò đi vào nhà. Thằng Biền chạy ra sau, lấy cái khăn lông đem lên đưa cho Hoa lau. Thằng em trời đánh, mình cũng ướt nhẹp mà nó chỉ lo cho con gái. Mà thôi, lần này xí xóa cho nó. Nhìn Hoa ướt nhẹp khắp người, mặt mũi run rẩy tím tái vì lạnh mà thương. Hoa mặc đồ bộ, thường đồ mặc ở nhà người ta hay dùng vải mỏng cho mát, nhưng vẫn kín đáo. Bất quá khi thấm nước vào thì lại là chuyện khác. Đôi chỗ bị nước mưa loang ướt in vào cơ thể Hoa, làm lộ hết cả núi xanh đồi chọc. Dù bên trong cô ấy
có mặc đồ lót nhưng vẫn khiến mình nóng trong người. Phải sáng lắm mới chỉ len lén nhìn vào phát rồi quay đi nơi khác. Thằng Biền không giống mình, chả biết nó vô tư hay có động cơ đen tối mà thoải mái nhìn Hoa lau khô đầu tóc. Còn hỏi, mưa gió mà chị chạy qua đây làm gì vậy? Chị lên xóm mua chút đồ, mắc mưa sáng chạy về nhà mà tới đây tự nhiên xe hết xăng nên mới ghé vô chú nhờ. Dè đâu kêu cửa muốn chết mà hai anh em không ai thèm ra mở cửa, ác ghê. Mắt Hòa liếc liếc mình vẻ oán trách, kiểu như tối qua mới cho ông mấy gói mì hảo hảo, giờ ông không cho tôi vô nhà, khốn nạn. Cũng cần nói thêm về mối quan hệ xóm giềng giữa mình và Hoa. Lúc nhỏ, do bằng tuổi, lại gần nhà nên tụi mình chơi rất thân. Thậm chí gia đình mình và bên đó còn bông đùa lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau. Chỉ là từ dạo mình lên cấp 3, bắt đầu học trường huyện, còn Hoa nhà nghèo phải nghỉ học, thì bọn mình ít trò chuyện hơn. Mỗi đứa đều có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Sau đó mình theo học đại học ở Sài Gòn, hai đứa càng thêm xa cách. Thỉnh thoảng về thăm nhà, mình cũng có gặp Hoa tán sóc vài câu. Không nghĩ gì, bọn mình như bạn bè thân mà không thân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tối qua là lần đầu tiên mình nhận ra cô hàng xóm dễ thương hơn mình nghĩ. Bây giờ lại trông thấy Hoa trong bộ đồ ướt át, lấp ló da thịt nở nang như vậy, mắt thì liếc háy trách móc, chợt làm mình sao xuyến, cứ thấy thinh thích, sau đó không tả được. Thằng Biền nghe Hoa trách, sợ bị hiểu lầm, liền vọt miệng. Không phải vậy đâu, tại em với anh Sáu sợ... Đừng nói bậy bạ mày, tao giải thích với chị Hoa rồi. Mình lừ mắt, ngăn không cho nó ton hót, lỡ làm Hoa sợ thì tội. Chưa gì đã bị chặn họng, thằng Biền ờ mấy tiếng rồi nhí luôn. Mình hỏi, xe Hoa đâu? Để Trần Vân trước cửa đó, nãy ông già không thấy hả? Không, có thấy gì đâu. Hoa nghe vậy, giật mình, vội mở cửa ngó ra ngoài. Sau đó, hoảng hốt quay nhìn mình, miệng lắp bắp. Ủa, tôi dựng ngay ngoài hiên mà, kỳ vậy nè. Không lẽ, ai lấy trộm? Mưa gió, mà nào thèm lấy. Nói tới đó, mình khựng lại. Không lẽ nào? Chưa kịp nói thêm gì, thì Hoa đã thất tả lao ra ngoài, chạy đi tìm kiếm. Chiếc xe máy mười mấy 20 triệu đối với dân thành thị không đáng gì, chứ đối với dân quê, đặc biệt cô gái như Hoa, lại là cả một gia tài. Lo lắng cũng phải. Ngó ra khoảng sân tối om om như đêm 30, mình chần chừ vài giây rồi cũng lao theo. Không thể để Hoa một mình ngoài đó được, nhất là khi mình đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm giấu mất chiếc xe máy. Cháp 6. Khi mình ra ngoài ngó quanh quất chẳng thấy Hoa đâu. Cần nói thêm, đất nhà mình rất rộng, trồng đầy cây ăn trái và che trúc che kín xung quanh. Lúc này đang là mùa mưa nên chúng đâm chồi đâm nhánh, càng khiến cảnh quan thêm rậm rạp xum xuê. Nói thật, lỡ có ai đó nấp bên trong đám cây